Vâng, tâm tiếp tục lên sóng một con Xpander 2020 số tự động, một đời chủ mua mới, biển số thành phố Hồ Chí Minh nha cô chú anh chị. Biển số thành phố Hồ Chí Minh, một đời chủ mua mới, màu trắng, xe mới tinh, chạy 44.000 cây số, Xpander 2020. Xe này tâm bán cho quý cô chú anh chị là 560 triệu nha. Được cái biển thành phố, ai mua về thành phố thì xe này không có tốn tiền biển số. Chất xe riêng nguyên, không lỗi lầm. Keo chỉ là đủ 100%. Nước sơn mình là còn riêng và rất là mới luôn nha quý cô chú anh chị. Năm vỏ theo xe. Bánh xe cua hình như là chưa có sử dụng luôn á. Tí tâm coi bánh xe cua coi, còn vỏ chạy là còn nguyên hết nha. 2020 Xpander. Xe này bên tâm bán cho quý cô chú anh chị là 560 triệu hỗ trợ hồ sơ nha. Đăng kiểm thì còn tới tháng 10 năm 2022. Xe sơn green thì còn nhiều, không lỗi làm gì hết ha. Vỏ là vỏ rin theo xe nha quý vị. Vỏ rin theo xe cũng còn khá là dày ha. Đèn đuốc là sáng trưng luôn. Nhập khẩu Indonesia 2020. Xpander màu trắng, một cai rất là mới. Ghế là ghế bọc da nha. Có cân bằng điện tử, gương gập điện, khởi động start top. Em nghe nè. Em nghe. Em đang làm cái video 5 phút nữa xong rồi uống nước đi em về liền. Nội thất là ghế bọc da ha. Qua lăng nè, bao đẹp luôn nha quý vị. Xe chạy 45.000 cây số. Cân bằng điện tử nè. Gập gương auto nè. Ốc tán nè. Đây gập gương nè, cân bằng nè. Ốc tán mới như xe mới luôn. Xe mới lắm. Tâm hỗ trợ cho cô chú anh chị là rút hồ sơ gốc nha. Còn mới tinh. Trần nảy nguyên rin. Ghế bọc da. Nhìn đẹp quá. Ốc tán bản lời 7 màu luôn, mới tinh. Mới lắm quý vị ạ, mới lắm, rin lắm, chất lượng lắm. Vỏ lớp là theo xe hết cả 5 cái nha. Và chạy còn rất là êm luôn ạ. Đèn đuốc là rin và đẹp ha. Nói chung là xe không lỗi. Từ trong ra ngoài là đẹp hết. Đầu người đầu vết là đầy đủ. Nội thất tươi rối luôn. Xe đẹp hết, hoàn thiện hết. Bánh xe cua này quý vị nè. Bán rồi anh ơi, hai con màu đỏ bán hết rồi. Khách chốt hết rồi. Đây,
cô chú anh chị thấy ha. Xe rất đẹp nha. Keo chỉ nội thất là ghế da nguyên riêng hết, nắp lô túp bi đẹp mới tinh, ốc tán bản lời cũng còn mới tinh, nói chung là xe len keng bản lời bảy màu luôn. Xe đẹp hết nha, ưng ý hết, có gắn bảy bước khi nóc, có cam lùi, có màn hình, có cái màn hình ở trên này mới xịn nè. Việt Móc nè, nghe nói màn hình này rất là nhiều tiền nhưng mà mình không có biết nhiêu nên mình nói sợ sai. Nghe gia chủ nói màn hình này 9 triệu mà biết phải không? Đúng thì đúng, đúng thì thôi ha. Đô 45.000. Nhìn vô lăng, hai phéo qua lăng nè. Được cái biển thành phố, góc thành phố nha quý vị. Remote còn đủ hai cái nha. Đẹp quá. 506, cái gì nó cũng có cái giá của nó ha. Nó chất lượng, nó tốt, nó ổn định thì không bao giờ có được giá rẻ được. Cái xe này thì bên Tâm bán là bao chất lượng cho nhà mình luôn nha, chạy là ưng ý luôn. Lên chạy thử cái xe là thích liền. Bởi vì nó còn quá cứng. Biển số thành phố Hồ Chí Minh, một đời chủ mua mới 2020, Xpander nhập khẩu Indonesia, 560 triệu. Quý cô chú anh chị và các bạn cứ lên trực tiếp thấy xe là sẽ rõ nha. Chất xe này thì không hề kém cạnh với những xe khác đâu, và nó đủ đồ chơi hết rồi, và nó không có lỗi, rin hết từ đầu tới đuôi, đẹp tinh tươm. Giờ về chỉ việc đổ xăng chạy thôi, vỏ lốp còn khá là ok. Cô chú chị mua về thì chỉ việc sử dụng thôi nha, không tốn 1.000, ốc tán bản lời như mới. Thắng ABS 4 bánh luôn. Như mới. Đây cục thắng ABS nè. Xe nhìn đã lắm quý vị ơi, rất là đã luôn. Màu nhớt nè. Màu nhớt này hơi sậm đen. Hơi sậm đen nha. Còn ngoài ra là ok hết. Ưng cái bụng luôn. Quý cô chú anh chị và các bạn là 506, bên Tâm sẽ hỗ trợ, một là ký công chứng, hai là rút hồ sơ nha. Bởi vì xe này là biển số thành phố Hồ Chí Minh rồi nên mua về là nếu sang tên về thành phố là không có tốn tiền biển số 20 triệu, còn mua về tỉnh thành khác thì sang tên rất là rẻ luôn. Xe này sang tên lanh quanh chưa tới 10 triệu ha cô chú anh chị ha. Xpander nhập khẩu Indonesia, hộp số tự động, động cơ là 1.5, mức tiêu hao nhiên liệu rất là tiết kiệm luôn, lanh quanh khoảng 5 lít 5 lít rưỡi, và chở là xe này là xe 7 chỗ ngồi, số tự động, nhập khẩu Indo, nước sơn rin còn rất là nhiều, mình thùng là đẹp keng. Đó, màu trắng ngọc trai. Xe đẹp, góc thành phố, biển thành phố, chính chủ công chứng, mới một lần ủy quyền à, còn lần ủy quyền nữa. Cô chú chị muốn ký ủy quyền đi cũng được nha. Xe này bởi vì gia chủ họ không có muốn để biển số đi quay lên thì họ sợ nói này nói kia nên tầm tháo biển số tăng cấp.
khi nào mà bàn giao thì Tâm sẽ bán xe này là biển số 51H nha. Khi mà bàn giao biển số thì Tâm sẽ gắn biển số vô, còn nếu mà rút hồ sơ thì Tâm khỏi gắn luôn, rút về tỉnh thành khác thì khỏi gắn, còn nếu mà bán về thành phố thì gắn biển số lại, biển số 51H nha quý vị. Xe biển số nó cũng được á, chứ không tại đâu, nhưng mà Tâm tháo ra Tâm quay để gia chủ người ta khỏi biết xe của người ta cho nó dễ ha, người ta ngại dân làm ăn á. Rồi Tâm bán 560 nha. Nếu mà quý cô chú anh chị mà thấy vừa ý thì hãy gọi điện cho Tâm theo số điện thoại là 0974835522 và 0917215512 nha. Xpander 2020 hộp số tự động, nhập khẩu Windows, xe riêng chạy 45.000, không lỗi nhỏ. Giá 560 nha quý cô chú anh chị. Liên hệ trực tiếp bên Tâm để được sở hữu em nó ạ.